Công an tỉnh Nam Định triển khai đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, tăng cường lực lượng công an chính quy về các huyện, thành phố, góp phần bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán canh tí 2020, đồng thời biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong dịp Tết Nguyên đán canh tí 2020, Công an tỉnh Nam Định đã tăng cường 97 cán bộ chiến sĩ thuộc 22 phòng nghiệp vụ về các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự trong tỉnh. Phối hợp công an các huyện, thành phố và chính quyền địa phương ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân, du khách tham gia các hoạt động vui xuân đón Tết. Công an tỉnh cũng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, phấn đấu không để xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tội phạm hoạt động manh động, lộng hành gây bức xúc trong nhân dân.